Hi, welcome back to my channel, Stars Here We Go. Okay. Let's go. 4 vị sách thôi. Và còn 4 vị sách nữa thôi. Thank you.
Ok, let's go. Và khi đủ 24 tiền thì các bạn sẽ đến cánh cửa màu trắng kia và hoàn thành được tựa này, ok? Và ta đang gần đây, mình sẽ nhanh chóng nào. Let's go. Rồi vào tựa game thứ 3, Slenderia The School. Let's go, ok? Sẽ đi xung quanh để tìm kiếm tất cả là 8 món đồ. Và khi được 8 món đồ thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành tựa game này. Các bạn sẽ biết được con ma trong tựa game này là ai. Đó chính là Slenderina. Và bà ta có trong bức ảnh. Bà ta chính là một giáo viên trong môi trường này. Bà ta đã từng dạy trong môi trường này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 4, Slenderina Free Version. Let's go. Thank you.
vòng tròn này, sau đó thì sẽ tìm tất cả đôi 4, 6, 7, 7 chip đó. Vào đó thì các bạn sẽ mở được một cỗ quan tài gồm 7 chip vào đó, và lúc đó các bạn sẽ lấy được 4 đồ. Sau đó thì sẽ hoàn thành tựa này, ok. Bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ 7, House of Slenderia, let's go. I lead the figures of the mystery of Slenderia. Thank you.
Let's go. Sau đó thì các bạn sẽ lấy được một bức ảnh và lúc đó thì các bạn sẽ biết được là trong ngôi nhà này là ngôi nhà của ai. Grandi Slenderia và một ông chồng. Ông chồng đã biến thành Slenderman. Ok, vào từ cái tiếp theo. Let's go. Các bạn like, share, subscribe của mình nha. Thank you so much. Ở đây thì các bạn chỉ còn tìm hai mảnh ghép nữa thôi. Thì đó thì các bạn sẽ hoàn thành được. Lấy được một chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm. Hai mảnh ghép này cũng khó tìm đấy nha. Nó sẽ ẩn giấu ở đâu đó quanh ngôi nhà này. Tiếp tục các bạn sẽ đi thẳng vào trong và đến những căn phòng tiếp theo. Ở đây, đây là chiếc chìa khóa để các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm, nơi mà các bạn sẽ phải tìm chiếc chìa khóa để xuống dưới. Cũng rất là khoai luôn nha. Cái cửa ở đây thì vẫn khóa. Xung quanh và tìm kiếm nha. Yeah, ok.